diễn tập tình huống cách ly khi có người trở về từ vùng dịch COVID-19 với nội dung giả định có 550 trường hợp người dân từ vùng dịch. Có 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở, hai ca nặng về Việt Nam, được yêu cầu cách ly. Tại sư đoàn 317 là nội dung thực hành diễn tập của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quân khu 7 diễn ra sáng 4 tháng 3. Đại tá Nguyễn Văn Giang, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 317 cho biết, sau khi nhận mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 7, Sư đoàn 317 họp ban thường vụ thành lập các cơ quan giúp việc ban chỉ huy. Sư đoàn nhanh chóng thành lập ban tổ chức, ban đảm bảo, ban tuyên truyền, và ban bảo vệ an ninh. Bổ sung cơ sở vật chất và phương tiện. Di chuyển toàn bộ chiến sĩ trong doanh trại, để bố trí khu cách ly cho 550 người. Mục tiêu của buổi diễn tập là thống nhất nội dung. Phương pháp phòng chống khi có dịch COVID-19 ở các cấp độ, Đại tá Nguyễn Văn Giang nêu rõ. Qua diễn tập, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sẽ đánh giá, được khả năng, nguồn lực để có những phương án phù hợp đối với tình huống dịch COVID-19 bùng phát. Buổi diễn tập cũng giúp đội ngũ y, bác sĩ nắm bắt được trình tự, nội dung, phương pháp phòng chống dịch. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại buổi diễn tập tại Sư đoàn 317. Sau khi kiểm tra thân nhiệt ngoài cổng sẽ có xe chở công dân việt nam vào các khu vực tiếp theo để tiến hành cách ly sau khi đi qua khu vực khử khuẩn các công dân việt nam được cấp kính bảo vệ rửa tay sát khuẩn cấp khẩu trang mới những người được đưa vào sư đoàn đều được kiểm tra thân nhiệt hướng dẫn kê khai y tế tại khu vực riêng được bố trí sẵn sau khi kiểm tra công dân sẽ được đưa vào khu vực cách ly riêng để chăm sóc y tế tại đây Mỗi công dân đều được cung cấp các vật dụng cá nhân cần thiết trong suốt quá trình cách ly. Đội ngũ bác sĩ thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho các công dân tại khu vực cách ly. Cán bộ của sư đoàn đưa cơm cho công dân tại khu vực cách ly. Với những trường hợp có chuyển biến nặng sẽ được đưa đến các bệnh viện gần nhất để điều trị. Sáng 4 tháng 3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19 toàn quân nhằm thống nhất trình tự nội dung phương pháp chỉ huy điều hành phòng chống dịch COVID-19 ở các cấp độ cuộc diễn tập diễn ra trên quy mô lớn tại nhiều địa điểm quân sự được chỉ định trên cả nước gồm diễn tập vận hành cơ chế và thực binh với tình huống ở cấp độ năm dịch đã lây lan trong cộng đồng với trên 3.000 đến 30.000 người mắc và lây lan vào một số đơn vị quân đội cùng với các lực lượng của bộ quốc phòng triển khai đồng loạt nhiều biện pháp cách ly tiêu độc khử trùng tích cực tham gia điều trị cứu chữa các ca nhiễm trong cộng đồng và quân đội, bộ đội không quân cũng khẩn trương vào cuộc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nội dung diễn tập ở 5 cấp độ cao nhất dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng với trên 3.000 người, đến 30.000 người cũng đã được diễn ra tại 13 điểm cầu gồm Sở Chỉ huy Quân Khu, Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự 8 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Long An. Sư đoàn 5 Sư đoàn 302, sư đoàn 317. Hãy để lại bình luận của bạn. Nó sẽ giúp ích những người xem khác. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.